Chương 15. Bây giờ có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Giê-su mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa vì họ không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng: Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Đoạn Ngài gọi đoàn dân đến mà phán rằng: Hãy nghe và hiểu. Chẳng phải đều chi vào miệng làm dơ dáy người, nhưng đều chi ở miệng ra, ấy mới là đều làm dơ dáy người vậy. Môn đồ bèn lại gần mà thưa rằng: Thầy có hay rằng người Pha-ri-si nghe lời thầy nói mà phiền giận chăng? Ngài đáp rằng: Cây nào mà cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù mà làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Phi-rơ bèn cất tiếng thưa rằng: Xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ ấy cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-su hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn, ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Song sự ăn mà không rửa tay chẳng làm dơ dáy người đâu. Đức Chúa Giê-su đi từ đó vào bờ cõi thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: Lạy Chúa là con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng. Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần, lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Đức Chúa Giê-su từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-su, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Khi đó Đức Chúa Giê-su gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng? Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng, ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4.000, không kể đàn bà con trẻ. Bây giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan.